Phong Thủy Tâm Nguyên và Đức Trung xin gửi lời chào đến tất cả các cô chú anh chị và các bạn vẫn thường xuyên theo dõi kênh YouTube của Phong Thủy Tâm Nguyên. Và ngày hôm nay trước mặt các cô chú anh chị ở đây chính là một chiếc hộp đựng rất nhiều những thứ quan trọng trong cái việc quyết định đến yếu tố làm nhà dựng cửa của các cô chú anh chị. Và ngày hôm nay Đức Trung sẽ cùng các cô chú anh chị chúng ta mở hộp một chiếc hộp chứa hồ sơ phong thủy của Phong Thủy Tâm Nguyên sẽ bao gồm những thành phần gì nha. Với cái việc chúng ta làm nhà dựng cửa là một trong những cái việc đại sự quan trọng trong mỗi gia đình. Do đó rằng là với việc lựa chọn một đơn vị uy tín, am hiểu sâu về yếu tố về phong thủy và cả kiến trúc là một trong những sự lựa chọn đúng đắn mà các cô chú anh chị chúng ta cần lưu tâm. Tránh cái việc chúng ta lựa chọn một đơn vị kiến trúc biết vẽ thôi là một chuyện nhưng không am hiểu về phong thủy hoặc am hiểu một cách sơ sài thì càng khiến cho chúng ta đau đầu đúng không ạ? Càng hoang mang, càng lo lắng để đến rồi lại phải tìm thêm một người thầy phong thủy khác về tư vấn đúng không ạ? Mà lại rủi thay nữa gặp một người thầy mà biết về phong thủy nhưng lại không biết về kiến trúc đúng không ạ? Lại càng thêm cái ngôi nhà chúng ta càng thêm méo mó xẹo xọ vì những cái lý thuyết không đâu trong phong thủy đúng không ạ? Bởi vậy cho nên khuyên các cô chú chị chúng ta hãy lựa chọn một đơn vị am hiểu tường tận về học thuật phong thủy cao cấp và am hiểu tường tận về yếu tố về kiến trúc hiện đại thì sẽ giúp cho hài hòa giữa yếu tố về kiến trúc và phong thủy, giúp cho ngôi nhà của chúng ta trở thành một nơi ước đến, chốn mong về. Và nếu như vẫn chưa có một đơn vị nào các cô chú chị đặt niềm tin thì Phong Thủy Tâm Nguyên có thể coi là một trong những đơn vị số 1 mà các cô chú chị hãy đặt niềm tin để đội ngũ trợ lý của thầy Tâm Nguyên cũng như thầy Tâm Nguyên song hành trong cái quá trình làm nhà của các cô chú chị. Và ngày hôm nay thì Đức Trung rất vui khi mà được các cô chú chị cùng mở hộp một chiếc hộp hồ sơ phong thủy mà các cô chú chị sẽ nhận được khi mà chúng ta khi mà Phong Thủy Tâm Nguyên trả hồ sơ thì các cô chú chị sẽ nhận được gì. Khi mà mở hộp chiếc hộp của Phong Thủy Tâm Nguyên thì các cô chú chị sẽ nhận thấy như sau, trong đây được đóng gói với các cái bộ hồ sơ khác nhau và đặc biệt sẽ có một cái cuốn gọi cuốn hướng dẫn nghi lễ tại gia mà Phong Thủy Tâm Nguyên tặng kèm. Trước tiên ngoài vỏ hộp chúng ta sẽ thấy rằng là logo cũng như là mặt la bàn la kinh tổng hợp của chiếc la kinh Ngọc Phúc Đường mà Phong Thủy Tâm Nguyên trực tiếp vẽ và chế tạo. Thì đây là một trong những cái sự tự hào khôn xiết của Phong Thủy Tâm Nguyên và được in ngay trên chiếc hộp của chiếc hồ sơ này. Khi mà mở hộp ra thì chúng ta sẽ có bên trong ba thứ này vô cùng quan trọng và ảnh hưởng rất nhiều đến yếu tố phong thủy làm nhà của các cô chú chị. Quan trọng nhất đó chính là một tập hồ sơ bìa màu đỏ rất đẹp ở đây. Xin trân trọng giới thiệu đến các cô chú chị đó chính là tập hồ sơ về hồ sơ phong thủy hay gọi là hồ sơ tư vấn phong thủy, đúng không ạ? Với chiếc hồ sơ này, với tập hồ sơ này, Đức Trung vẫn thường xuyên nói với các cô chú chị có bộ hồ sơ này trong tay thì thực tế các cô chú chị đã triển khai làm nhà một cách tự tin được rồi. Tại vì sao lại thế? Chúng ta sẽ đi vào sâu vào phần bên trong để Đức Trung phân tích nha. Cái phần tiếp theo trong bộ hồ sơ này đó chính là một cái bản mặt bằng công năng kiến trúc được in riêng ra để các cô chú chị chúng ta đưa cho thợ để từ cái bộ này chúng ta có thể triển khai tiếp hồ sơ kết cấu, hồ sơ kỹ thuật thi công đó, kết cấu móng kiến trúc, cấp điện, cấp nước hoặc dự toán vật tư, đúng không ạ? Hoặc từ cái bộ này thì thợ cũng có thể triển khai dắt móng làm nhà được rồi. Hoặc từ bộ này chúng ta có thể triển khai thêm hồ sơ cấp phép xây dựng để đi xin cấp phép dựng bên địa chính, đúng không ạ? Thì đây chính là cái bản hồ sơ trắng mà chúng ta sẽ nhận được thêm. Trong đây thể hiện rõ kích thước về tin tường, kích thước từng phòng, kích thước của cổng cửa và cũng như là chiều cao tầng cũng sẽ được thể hiện trong đây. Cái thành phần thứ ba mà các cô chú chị sẽ nhận được trong cái bộ hồ sơ này đó chính là một cuốn hướng dẫn nghi lễ tại gia được in chất liệu giấy rất đẹp và được cấp phép xuất bản của Bộ Văn hóa Truyền thông và Thông tin. Với cái việc đó là với cái cuốn hướng dẫn nghi lễ tại gia được thể hiện rất nhiều những cái bài nghi lễ quen thuộc mà chúng ta vẫn sử dụng trong suốt một năm và đặc biệt trong quá trình động thổ làm nhà thì không thể thiếu trong cuốn văn lễ hướng dẫn như này. Nó bao gồm có phần nghi và phần lễ, tức là những cái đồ lễ mà chúng ta cần chuẩn bị và có phần văn khấn thực hiện thì sẽ được thể hiện rất rõ trong cuốn tuyển tập hướng dẫn nghi lễ tại gia này mà Phong Thủy Nguyên tặng kèm. Rồi chúng ta sẽ đi vào từng phần đầu tiên. Với cái bộ hồ sơ quan trọng nhất đó chính là bộ hồ sơ phong thủy. Với bộ hồ sơ phong thủy, Đức Trung và các trợ lý vẫn thường xuyên nói đến các cô chú chị đó chúng ta sẽ triển khai hơn 10 hạng mục trong bộ hồ sơ này, đúng không ạ? Và ngày hôm nay chúng ta sẽ lướt nhanh với một cái bộ hồ sơ phong thủy của một gia chủ tại đâu ta, chúng ta sẽ cùng triển khai xem nha. Đây là bộ hồ sơ phong thủy của nhà chú Nguyễn Văn Tình tại Đông Anh. Chúng ta sẽ triển khai với bộ hồ sơ theo cái phong cách nhà ống. Như chúng ta biết rằng là có nhiều phong cách nhà khác nhau, đúng không ạ? Nhà ống rồi là nhà vườn. Thì đây là một trong những cái bộ hồ sơ liên quan nhà ống chúng ta sẽ cùng theo dõi. Những trang đầu đó là những cái trang mà Phong Thủy Tâm Nguyên giới thiệu về cái quan điểm của Phong Thủy Tâm Nguyên về cái việc làm nhà dựng cửa và được thể hiện rất rõ quan điểm của Phong Thủy Tam Hợp Phái chính tông để chúng ta tách bạch rõ ràng với lại các cái trường phái phong thủy khác, ví dụ như Bát Trạch Minh Cảnh hay là Huyền Không Vi Tinh, thì Phong Thủy Tâm Nguyên thể hiện rất rõ cái quan điểm của Phong Thủy Tam Hợp Phái chính tông này. Đấy, được thể hiện ở trang đầu. Tiếp theo chúng ta sẽ thấy là sẽ có phần hướng dẫn về đại cục. Phần hướng dẫn về đại cục sẽ được phân tích chi tiết liên quan đến cái việc đó là
Đối với thông tin tuổi các thành viên gia đình các cô chú anh chị thì những tuổi nào hợp long với ngôi nhà này, và đánh giá từ phía chuyên gia cao cấp thầy Tam Nguyên về cái việc nhận định ở ngôi nhà này thì sẽ có cái sự ấm long phù long tương chủ hay là sẽ có cái sự bình hòa ổn định, và dĩ nhiên trong đấy chúng ta không có khái niệm nào về nhà xấu cả, không có hướng nào xấu so với tuổi nhà, cho nên cô chú anh chị hoàn toàn yên tâm nha. Với cái việc phân tích đại cục tổng thể thì chúng ta sẽ, nếu như nhà vườn, nhà vuông thì sẽ có quy hoạch diện tích đất ở trên này, và ngôi nhà đặt ở đâu trên đất, và cổng cửa sẽ được khai môn ở đâu. Về các cái thông số còn lại, ví dụ như hướng độ hay là mạch hay là về yếu tố thuận thủy hay nghịch thủy cũng sẽ được thể hiện trong đây. Hay tọa độ GPS để xác định cái yếu tố về tổng quan đường đi lối lại ngã ba ngã bảy núi non sông Đức cũng sẽ được thể hiện trên tọa độ GPS trên này. Do đó rằng là đây là một trong những bộ hồ sơ thể hiện rất chi tiết, ứng dụng cả những cái nền công nghệ 4.0 mới nhất nữa. Tiếp theo, ở cái phần trang tiếp theo đó, phần trang họa tiết trang trí. Họa tiết trang trí cũng sẽ được thể hiện rất chi tiết liên quan đến việc ngôi nhà của các cô chú chị với tọa hướng ngôi nhà như thế này thì chúng ta sẽ sơn màu gì cho mặt tiền, phào chỉ sẽ là gì, những họa tiết trang trí mặt tiền như thế nào, đi tiếp vào phòng khách thì sẽ là sơn màu gì, đúng không ạ? Các cái họa tiết trang trí trong ngôi nhà, trần thạch cao, rồi là nền gạch, rồi là họa tiết trang trí bếp thì sẽ sử dụng những cái màu gì, hay chi tiết lan can sẽ sử dụng những họa tiết gì để lấy cái yếu tố, lấy khí của hướng để bổ cho tọa, là một trong những cái phần quan trọng trong cái việc chúng ta ứng dụng phong thủy. Chứ không phải rằng là tuổi tôi mệnh thổ, tôi phải sơn màu này. Đấy, tuổi của cô vợ là mệnh mộc, chúng tôi sẽ phải sơn màu này. Điều đó hoàn toàn sai đối với phong thủy cao cấp. Thì trong cái phần họa tiết trang trí cũng sẽ được thể hiện rất chi tiết. Phần tiếp theo nữa liên quan đến trang tiếp theo đó là kích thước cổng cửa. Kích thước cổng cửa được đo bằng thước lỗ ban thông thủy và được phong thủy nguyên thể hiện rất rõ về các cái khối kích thước ở trên này. Và khoảng nào và căn cứ theo cái khoảng này thì các cô chú chị chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp cùng với lại là đội ngũ kiến trúc sư triển khai hồ sơ kỹ thuật thi công để lựa chọn ra được kích thước nó phù hợp nhất, đẹp nhất cho ngôi nhà của mình. Và cũng như số bậc cầu thang cũng sẽ được thể hiện ở trên đây rất rõ ràng về cái số lẻ, đúng không ạ? Chúng ta cũng gạt qua cái quan niệm về sinh lão bệnh tử, tức là chúng ta rơi vào cái số bậc cầu thang và chữ tử chúng ta lo lắng, điều đấy không có đúng. Đối với phong thủy chỉ có âm và dương, tức là chẵn và lẻ. Đối với số dương thì chúng ta gọi là số chẵn, và số lẻ chính là cái số sinh, đúng không ạ? Nếu như việc chúng ta xây dựng ngôi nhà và muốn nó phát triển lên nữa, thể hiện cho việc tài lộc và gia đạo luôn phát triển, chúng ta hãy để bậc cầu thang là số lẻ thì cũng sẽ được khuyến nghị ở trong cái phần kích thước cổng cửa và chi tiết cầu thang này. Sang phần tiếp theo đó là tọa hướng kiến trúc. Về phần tọa hướng kiến trúc của ngôi nhà cũng sẽ được đưa cái phần la kinh vào. Đưa cái phần la kinh này vào thì cũng sẽ được thể hiện rất là rõ cái việc đó là tọa hướng ngôi nhà của các chú là tọa gì và hướng gì thông qua mặt la bàn 24 sân hướng, đúng không ạ? Và với cái việc tọa hướng ngôi nhà chúng ta xác định được yếu tố đại môn chúng ta mở phương vị nào và các cái khối công năng khác trong ngôi nhà chúng ta đặt ở phương vị nào, thì việc này chúng ta luận giải về kết hợp với học thuật phong thủy để luận giải nó chi tiết hơn và tốt hơn, đúng không ạ? Trong đây cũng sẽ thể hiện được cái quan điểm về hướng nhà, tọa, phương vị, thanh long bạch hổ, chư tước huyền vũ là như thế nào, chúng ta sẽ đọc được ở trong cái phần tọa hướng này. Tiếp theo đó là những cái trang tiếp theo nó thể hiện hoàn toàn cái mặt bằng tổng thể của các tầng. Tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3, tầng tung, mặt bằng mái cũng sẽ được thể hiện rất rõ thông qua cái mặt bằng công năng này. Và với cái mặt bằng công năng này thì phong thủy nguyên sẽ tách riêng ra trong cái bộ hồ sơ về cái hồ sơ công năng kiến trúc sẽ được thể hiện ra rõ ra trong bộ hồ sơ này. Và với cái mặt bằng công năng này, thời thợ sẽ sử dụng để ráp móng và sẽ tính toán đến các cái yếu tố diện tích phòng thì sẽ rất là chi tiết cẩn thận, đúng không ạ? Bởi trong đây phong thủy Tây Nguyên đã thể hiện cái mặt bằng công năng kiến trúc, sắp xếp nội thất đồ đạc vào trong đó rất đúng tỷ lệ rồi. Bởi vậy cho nên căn cứ vào bộ này là hoàn toàn làm nhà được rồi. Sang phần tiếp theo đó là cái phần liên quan đến phương pháp động thổ. Phương pháp động thổ rất là quan trọng với việc với ngôi nhà chúng ta ráp móng thì động thổ tại những vị trí nào, và phần nghi thức nghi lễ thì cũng sẽ được thể hiện ở trong cái cuốn hướng dẫn nghi lễ ở trong đây. Về văn lễ động thổ cũng sẽ được hướng dẫn, và trong đây cũng sẽ được trình bày luôn về mượn tuổi nào để động thổ, đúng không ạ? Thì sẽ được thể hiện rất rõ trong cái phần liên quan đến cái phương pháp động thổ này. Và phương pháp động thổ của phong thủy Tam Nguyên với ba vị trí là ứng dụng theo tam cát lục tú, động thổ theo tháng vượng, mà theo tháng mà nhật nguyệt đáo sơn đáo đến xương hướng của ngôi nhà các cô chú chị, thì việc này đội ngũ trợ lý và thầy Tam Nguyên đã tư vấn rất kỹ càng rồi. Sang đến trang tiếp theo đó là phương án về trấn trạch. Để cho ngôi nhà vững long, phù long tương chủ và thợ tuyển hòa hợp, cũng như là hóa giải những yếu tố về nội sát khí, thì chúng ta sử dụng cái phương án trấn trạch để giúp cho việc trạch khí ngôi nhà chúng ta trở nên vững vàng hơn và long mạch của chúng ta được bồi hoàn một cách tốt hơn. Chúng ta sử dụng cái phương án trấn trạch, và phương án trấn trạch cũng sẽ được thể hiện rất kỹ càng trong cái sơ đồ liên quan đến trấn trạch ở đây để các cô chú chị chúng ta hiểu rõ hơn và ứng dụng một cách tốt hơn. Mặt bằng cấp thoát nước sẽ là trang tiếp theo. Mặt bằng cấp thoát nước thể hiện cái việc bể nước đặt đâu, bể phốt đặt đâu, đường cấp nước vào như nào và đường thoát nước ra làm sao. Về việc này cũng cần phải ứng dụng một cách rất là nghiêm khắc trong cái việc học thuật phong thủy, tránh cái việc vợ chồng cứ cãi nhau ỏm tỏi vì không biết là đặt
bể phốt ở đâu đúng không ạ? Cãi nhau về việc gì mà cãi nhau về cái bể phốt thì nó không nên. Do đó rằng là chỉ cần một cái yếu tố nhỏ này thôi, nhưng nếu như không được đội ngũ chuyên gia tư vấn cách kỹ càng thì sẽ khiến các cô chú anh chị trở nên rất đau đầu trong việc làm nhà của mình, đúng không ạ? Chưa biết bể nổi như thế nào mà bể âm, bể cái việc bên dưới thôi, về việc bể nước bể phốt đặt đâu mà đường nước ra nước vào như nào mà chúng ta làm sai thì cũng sẽ ảnh hưởng đến yếu tố phong thủy. Mà nếu như chúng ta không vững vàng cái niềm tin của chính bản thân mình mà để hàng xóm tác động rồi những người khác tác động thì chúng ta càng cảm thấy lo lắng, mà làm nhà lo lắng thì không nên, đúng không ạ? Do đó hãy để đội ngũ chuyên gia tư vấn thì sẽ yên tâm hơn nha. Mặt bằng tiếp theo đó, sử dụng các vật phẩm phong thủy như thế nào để sao cho tốt nhất, để hài hòa giữa yếu tố kiến trúc và phong thủy thì chúng ta sẽ có những cái phương án vật phẩm phong thủy để xử lý thêm vào để kích hoạt thêm yếu tố tài vượng cũng như yếu tố hòa hợp cho gia đình. Về cái việc tên vật phẩm, cách đặt và ý nghĩa tác dụng như nào cũng sẽ được thể hiện rất rõ trong cái hồ sơ này. Tất cả các tầng đều được thể hiện, và đặc biệt là việc nữa, phòng ngủ các thành viên trong nhà căn cứ theo dụng thần bát tự thì cũng sẽ được quyết định bởi cái màu sơn cho cái phòng ngủ. Rõ ràng ngôi nhà chúng ta sơn cho cái nhà, nhưng phòng ngủ của ai thì sẽ được quyết định theo dụng thần của người đấy. Cái điều này nó mới thể hiện rất rõ trong phong thủy cao cấp, chứ lại không phải rằng là tôi mệnh này tôi mệnh kia, tôi sinh năm 1973 quý sửu, tôi mệnh mộc thì tôi phải sơn màu mộc, chứ nó không phải. Căn cứ vào năm tháng ngày giờ để quyết định ra dụng thần nha. Các tầng sẽ được thể hiện rất rõ trong hồ sơ này. Về trang tiếp theo sẽ được thể hiện rất kỹ càng liên quan đến sơ đồ bố trí ban thờ gia tiên. Sơ đồ bố trí ban thờ gia tiên sẽ được bài trí theo lối tam sự hoặc ngũ sự, và cũng sẽ được thể hiện rất rõ trong cái sơ đồ bố trí này. Và với sơ đồ bố trí này thì các cô chú chị rất dễ dàng để chúng ta sắp đặt và bài trí cho ngôi nhà chúng ta một cách tốt nhất, với kể cả ban thờ treo hay là ban thờ đặt. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Đặc biệt là phần cuối cùng thể hiện cái trình độ của một phong thủy sư, đó là thuật xem ngày. Và thuật xem ngày cũng sẽ được thể hiện ở cái phần bảng liên quan đến xem ngày. Có 3 cái ngày mà phong thủy nguyên sẽ xem cho các cô chú chị ngay từ khi triển khai hồ sơ. Đó bao gồm ngày động thổ, chúng ta lui lại chúng ta sẽ có ngày hạ giải, và tiến lên chúng ta sẽ có ngày chấn trạch, đúng không ạ? Và các cái tiến độ tiếp theo liên quan làm nhà như là cất nóc, đổ mái hay nhập trạch thì vui lòng theo tiến độ chúng ta sẽ làm việc với thợ, và các cô chú chị báo lại cho đội ngũ tư vấn của phong thủy nguyên để được hỗ trợ các bước tiếp theo. Và yên tâm, phong thủy nguyên sẽ luôn theo sát các cô chú chị trong suốt quá trình làm nhà, từ khi đập bỏ cái nhà cũ và cho đến khi ở về nhập trạch cái nhà đấy, và mãi về sau luôn được phong thủy nguyên hướng dẫn, bởi vì hồ sơ của các cô chú chị được lưu lại phong thủy nguyên đến hơn 10 năm cơ mà. Và cái phần quan trọng nữa đó là việc lựa chọn tuổi tác. Việc lựa chọn tuổi tác này căn cứ theo yếu tố về phong thủy chính tông tam hợp cao cấp, để cái việc lựa chọn ra cái việc thiên ất quý nhân của các cô chú chị là tuổi lộc, các cô chú chị là tuổi gì, lựa chọn thiên can nào sao cho đắc khí, và lựa chọn những tuổi nào để lấy tam hợp và nhị hợp thì cũng sẽ được thể hiện trong cái phần xem tuổi, đúng không ạ? Và trang cuối cùng sẽ là trang liên quan đến việc các thông tin quan trọng để các cô chú chị có thể tiện liên hệ đến phong thủy viên bất cứ lúc nào khi các cô chú chị cần tư vấn, đúng không ạ? Và được thể hiện rất rõ về địa chỉ văn phòng. Do đó rằng là với cái sứ mệnh hoạt động đến hơn 10 năm của phong thủy nguyên, các cái thông tin luôn được minh bạch rõ ràng, khiến các cô chú chị yên tâm hơn cho quá trình đặt niềm tin tại một đơn vị cao cấp, hoạt động chuyên sâu cả về yếu tố về kiến trúc, hoạt động chuyên sâu cả yếu tố về phong thủy, để giúp cho ngôi nhà của các cô chú chị trở nên yên tâm hơn, đúng không ạ? Và cái phần liên quan đến cái mặt bằng công năng đối với ngôi nhà này được tách riêng tại cái phần hồ sơ này thì Đức Trung cũng đã nói rồi, đúng không ạ? Với cái hồ sơ này thì thợ hoàn toàn triển khai làm nhà rất là kỹ càng và được thể hiện rất rõ trong cái bộ hồ sơ trắng này. Một trong những cái phần quà quan trọng mà phong thủy nguyên tặng đến các cô chú chị đó chính là cuốn nghi lễ tại gia. Với cuốn nghi lễ tại gia này chúng ta có rất nhiều các phần nghi lễ khác nhau được thể hiện ở đây, và được đánh số trang, phần mục lục rất là kỹ càng từ tất cả những năm tháng ngày giờ để chúng ta triển khai về việc động thổ, chấn trạch, cất nóc, đổ mái, nhập trạch thì đều có cái văn khấn ở trong đây. Ngoài ra những cái văn lễ liên quan đến tiết khí hàng năm như là Tết Thanh Minh hay là Tết Trung Thu hay là Tết Đoan Ngọ, Tết Hàn Thực, hay là những cái văn lễ ngày rằm tháng giêng, rằm tháng 7 hay là ngày mùng 1 mồng rằm thì đều được có trong cái cuốn nghi lễ tại gia này. Và trong suốt nhiều năm nay, phong thủy nguyên khảo sát thì nhận thấy rằng là những cuốn sách về tâm linh, về nghi lễ thì rất ít được duyệt liên quan xuất bản. Và cuốn nghi lễ tại gia là một trong những cuốn sách duy nhất được các bộ thông tin văn hóa truyền thông cấp phép và được lưu hành và được xuất bản. Và đây là một trong những cái cuốn tài liệu được rất nhiều các cô chú chị đón nhận một cách hoan hỉ, cũng như là một trong những phần quà giá trị mà phong thủy nguyên tặng kèm các cô chú chị khi mà triển khai bộ hồ sơ phong thủy của phong thủy nguyên. Tự chung lại, với việc làm nhà dựng cửa là một trong những việc quan trọng mà chúng ta đầu tư, đúng không ạ? Do vậy rằng là hãy đầu tư một cách chính xác, lựa chọn đúng ngay từ ban đầu thì chúng ta không cần phải cố gắng vất vả. Tránh cái việc đó chúng ta lựa chọn sai đơn vị tư vấn, làm sai rồi mới biết đến phong thủy Thái Nguyên và sửa sang lại thì nó vô cùng vất vả. Rất nhiều các cô chú chị chúng ta tâm sự rằng là chị tiếc quá vì không biết đến các bạn sớm.
Em tiếc quá khi không biết đến thầy sớm và đừng để cái điều đáng tiếc xảy ra đối với ngôi nhà của các cô chú chị. Do đó rằng là hãy gọi điện đến ngay 1900292, bấm nhanh số 2 để được tư vấn một cách kỹ càng, hoặc cũng có thể đến trực tiếp văn phòng của Phong Thủy Nguyên để đội ngũ trợ lý thầy Tam Nguyên hướng dẫn thêm cho các cô chú chị nha. Đức Trung xin cảm ơn, cũng như rằng là rất mong là sẽ có cái cơ hội được đón tiếp các cô chú chị cũng như hỗ trợ các cô chú chị trong suốt cái quá trình làm nhà, để ngôi nhà của chúng ta chính xác trở thành một nơi gọi là nơi ước đến, chốn mong về, đúng không ạ? Đức Trung xin cảm ơn và hẹn gặp lại các cô chú chị trong những video tiếp theo.